Dạ rồi. Chị này chị bắt đầu ăn thì có thể bấm giờ á. Rồi. Ủa bấm giờ phải có để đồng hồ đấy chứ, đúng không? Dạ em bắt đầu em nhìn trên đồng hồ là bao nhiêu rồi, có thể tính 40 phút á. Em bấm em để đây Dạ, đi chị em bắt thấy. đầu 19 giờ 40 nha. Không em bấm lên luôn. Bấm lên luôn ha. À, Bấm đúng chạy rồi. cho nó chạy theo. Rồi, đồng hồ bắt đầu. Nó nhìn nhìn. Chị bắt đầu chưa? Rồi, Rồi. ok ha. Em đi chung với chị hả? Ôi, vậy em có tự tin là chị của em có ăn hết được cái mâm chả cá này không bé? Hết. Wow, em thấy ăn cũng ok đó. Cả đi thấy nó rất ăn.
Anh nói là phải lên chuyện. Dạ. Không. Mở lên chuyện hết rồi. Mở đi không có tác. Thank you.
Hay ổn không? Còn tiếp tục được đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì hơn 1 rưỡi không? Thì hơn 1 rưỡi không? Sao? Ngày hơn 1 rưỡi không? Hơn 1 rưỡi rồi đó. Nói gì? Đi ơi. Cái chuyện với thân giấy. Đi ơi, anh phải đi làm nhiều, anh ở đây làm nhiều. Được rồi. Ngoài đấy. Đi ạ. À. Thế rồi. Đi ạ. 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 Đi ạ.
kịp không? Thank you.
Là muốn kéo
Mâm chả cá này trong vòng 39 phút 59 giây. Ồ, chị có cảm nhận gì sau khi chị ăn cái mâm chả cá này không? Chị thấy nó có dễ không? Khó. Khó. Kiểu như là nhai á. Ồ. Rất là khó. Trước khi mình qua đây mình ăn, mình có ăn cái gì trước không chị ha? Dạ không. Tức là chị ăn lót dạ thôi. Ăn lót dạ thôi. Dạ rồi. À chị không muốn là mình tên gì và ở đâu qua nữa? Là Yến ở bên Dương Quang. Dạ rồi, rồi. Bây giờ mình đã ăn thắng rồi ha. Thắng rồi. Hình như đó chị nhớ là em ăn một mâm chả cá 3 kg hay đúng không ta? Dạ đúng rồi. Mà kiểu là lúc đó em không có ăn hết thời giờ, em mới ăn tầm mười mấy phút là em ngưng. À, mười mấy phút ngưng. Dạ. Là do mình ăn không nổi hay sao? Kiểu như là em thấy chắc em không ăn hết được cái mâm đó nên em không ăn được. Em cũng không biết tại vì em ngưng luôn. À. Sao bữa nay quay lại ăn hết hay vậy? Em không biết. Lúc đầu em nghĩ là chắc không qua nổi đâu mà cố ăn á. À. Hồi đó mà đó vậy em ăn có nhiều không ta? Em ăn vậy là rất là giỏi luôn á. Em có một lần là em ăn bên Thanh Anh Lâm với Lóc á. Là em ăn nhiều nhất. Nhiều nhất. Như bữa bé Mai bữa giờ ăn 3 kg ăn cũng đâu hết đâu. Cái chuyện bữa cái giờ độ khó nó là nhai chị. À độ khó là nhai. Nhai cái nuốt á. Chụp có chụp bằng hình lại luôn nè. 39 phút 59 giây 28 gì nè. Hay hơn ghê luôn á. Như bữa bé Mai cũng ăn, nhưng mà ăn hai lần luôn. Bé Mai ăn đều không hết. Và lý do lần sau là chắc chị nghĩ do bé Mai chắc bị đau răng nên ăn không hết á. Mà em ăn được hết là hơi bị dữ luôn á. Thì bây giờ chị mới sẽ gửi lại cho em cái tiền ứng hồi nãy mâm chả cá nè. Rồi, còn em ăn hết cái mâm này chị mới thưởng cho em là 3 triệu. Dạ. 1, 2, 3, ok chưa? Nè, gửi nha. Cảm ơn chị. Rồi, chụp giùm chị một tấm hình này. Đâu á, có chơi hài mâm không? Dạ không. À, nhiều. Là sức, ý là cái nhai nuốt em nó không được nhanh á chị. À, em nhai không nhanh hả? Dạ đúng rồi, kiểu như không có được nhanh á. Nên cái thời gian nó kéo dài, kiểu như em sẽ không kịp thời gian luôn á. À, tại vì cái này nó kiểu chà cá thì đúng nó hơi khô. Kiểu mình có cái hàm chắc á, để mình nhai, nó mỏi miệng. Tính là tướng ống ớm ăn giỏi với ta. Em bao nhiêu ký? Dạ, hiện tại là em gần 52 kg. 52 kg. Em có gia đình gì chưa? Dạ có rồi chị. Có luôn. Là bé nãy lên là con em hả? Dạ đúng rồi. Con em lớn như ta là em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 24. 24. Dạ 24 tuổi. À, vậy con bé đó mấy tuổi? Dạ 4 tuổi. 4 tuổi. Dạ. Em làm mẹ sớm, nhờ sớm. Rồi nói chứ cảm ơn Yến nhiều nha. Dạ. Ok, cảm ơn em.